tỉnh Bình Long ở về phía Bắc và cách thủ đô Sài Gòn khoảng 100 cây số ngàn. Tỉnh thành lập từ năm 1957. Tỉnh lỵ đặt tại An Lộc, trước đây vẫn thường gọi là Hớn Quảng. Tỉnh gồm có 3 quận: An Lộc, Lộc Ninh và Trân Thành. Địa danh Bình Long có nghĩa là thanh bình thịnh vượng. Cuốn phim này giới thiệu tỉnh Bình Long từ trước, trong và sau ngày bị cộng quân tấn công vào đầu tháng 4 1972. Dân số toàn tỉnh Bình Long gồm 72.956 người, đa số là công nhân đồn điền cao su và khai thác lâm sản. Đời sống của công nhân luôn luôn được cải tiến, nên ai nấy đều có nếp sống an lạc, hiền hòa. Là một tỉnh chuyên trồng cây cao su, nên tại đây đã có nhiều nhà máy hoạt động về ngành này. Mũ cao su lấy về được đem vào nhà máy biến chế, sau đó đóng thành thùng để xuất cảng. Vào máy móc tối tân nên sự hoạt động của nhà máy có năng suất khá cao. So với toàn quốc, số cao su của Bình Long đã chiếm hơn 50% sản lượng mỗi năm. Nguồn lợi thứ nhì của Bình Long là hồ tiêu. Tại đây có rất nhiều vườn tiêu xanh tốt, mỗi năm thu hoạch khoảng gần 200 tấn. Ngoài ra, với diện tích 4.491 mẫu tây trồng lúa và hoa màu phụ, hàng năm nông dân tại đây cũng gặt hái được chừng 8.566 tấn lúa. Rừng Bình Long có rất nhiều loại gỗ quý như trắc, gõ, cẩm lai, vân vân, dùng đóng bàn ghế rất tốt và đẹp. Hàng ngày trên quốc lộ 13 đều có các xe be chở đầy gỗ. Những cây sút to và dài được chuyên chở đi cung cấp cho các vựa gỗ khắp nơi. Chính những nguồn lợi này đã đóng góp phần quan trọng cho nền kinh tế địa phương. Việc chăn nuôi gia súc cũng được đồng bào lưu tâm. Do đó, nhiều tổ hợp chăn nuôi bò, heo đã được thực hiện với kết quả tốt. Để giúp đồng bào có vốn khai khẩn làm ăn, Ngân hàng Phát triển Nông thôn cũng được thành lập tại tỉnh này. Một nhà máy điện do Công ty Điện lực Việt Nam xây cất hoạt động đều đặn để cung cấp điện năng cho tỉnh lỵ. Tỉnh Bình Long thường xuyên có những cuộc hội thảo để rút tỉa kinh nghiệm, khắc phục khó khăn trong mục đích phục vụ quyền lợi tối đa cho dân chúng. Đồng bào trong tỉnh còn được hiểu biết tình hình trong và ngoài nước qua các hoạt động của các cán bộ thông tin địa phương. Người già cả cũng được chăm sóc chu đáo tại viện dưỡng lão đặt ngay trong tỉnh lỵ. Tại An Lộc, phố xá luôn luôn được canh tân, do đó nhà cửa rất khang trang, khu chợ buôn bán phồn thịnh, nhộn nhịp. Đường xá sạch sẽ, lưu thông dễ dàng. Hàng ngày có nhiều chuyến xe đò và xe buýt quân đội khứ hồi Sài Gòn Bình Long đi lại tấp nập. Nhưng cảnh thanh bình này sẽ một lần phải đắm chìm trong máu lửa vì mũi súng tàn bạo của quân Cộng sản Bắc Việt xâm lăng. Việc giáo dục trong tỉnh cũng được đặc biệt chú trọng. Các trường trung học được xây cất tại nhiều nơi để đủ chỗ cho các học sinh đến thụ huấn. Bậc tiểu học cũng được mở mang và chăm sóc kỹ càng để đào tạo các học sinh ngay từ ngày bắt đầu cấp sách đến trường, có một căn bản vững chắc để sau này theo học bậc trung học. Ngoài phần đức dục, trí dục,
các em học sinh còn được rèn luyện cả phần thể dục để có đủ sức khỏe theo đuổi việc học hành. Các cơ sở thanh niên thao trong tỉnh cũng được mở mang nhằm đào tạo một thế hệ thanh niên hùng mạnh. Với chủ trương thân dân, gần dân, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng đến viếng thăm tỉnh Bình Long ngày 1 tháng 6, 1971. Sau khi đến hội trường của tỉnh lỵ để tiếp xúc với các thân hào nhân sĩ địa phương, Tổng thống đã đến ấp hồi cư Tân Khai được thiết lập dọc theo quốc lộ 13, cách tỉnh lỵ Bình Long 10 km về phía Bắc để thăm hỏi về công ăn việc làm và đời sống của đồng bào tại đây. Tổng thống cũng ghé vào một quán bán sách báo và hỏi thăm sự buôn bán của quán này. Ấp Tân Khai có khoảng 185 gia đình đồng bào sắc tộc cư ngụ. Họ đã được chính quyền địa phương giúp đỡ trong công việc mưu sinh. Nếp sống đồng bào trong tỉnh được yên ổn, ấm no, thể hiện qua những buổi sinh hoạt văn nghệ ban đêm ở các xã thôn.